Ta sang bài 3 nhá. Bài tập 3. Ta đổi cái file bài 2 này thành bài 3 nhá, ta ấn F12. Đổi tên thì ta vẫn làm như cái thao tác đổi tên bài 1 thành bài 2 nhá. Kiểm tra ta thấy nó có file bài 3 đi rồi nhá. Ta sang cái sheet 2.3. Thế ở đây ấy, trong cái bài này nhá, là ta tính tổng điểm là ta dùng hàm auto sum bình thường. Được chưa? Nhá, điểm ưu tiên ấy thì ta lấy cái giá trị cái cột bên phải cùng ở này. Thì khi ta trích ra thì nó là sâu ký tự. Thế nên ta phải đổi về số, như vậy ta sẽ dùng hàm gì nhỉ? Value, ta bọc ra ngoài cái hàm gì nhỉ? Hàm right. Cái điểm kết quả ấy, thì ta dùng auto sum cộng hai cái này. Đúng chưa? Sao chép xuống nha. Bây giờ ngành thi, nếu như ký tự đầu này là A thì là toán này, B là lý này, C là hóa, C D là sinh. Thì như vậy có bốn lựa chọn thì chúng ta sẽ dùng hàm if lồng nhau, đúng không? Với ba if lồng nhau nha, ta xử lý hàm if lồng nhau ta học rồi. Nhờ bằng if này. Trích ra ký tự đầu tiên là left. Nếu hàm left này mà bằng ký tự A thì là gì? Thì là ngành toán. Còn lại, nhá, còn lại không phải toán thì nó có thể là hóa, có thể là sinh, có thể là gì lý. Đấy, thì cái còn lại này, này nó thuộc về biểu thức if value false nhá. Đây, cái này chỗ này tôi thiếu cái dấu ấy, đâm nó không nổi đúng cái đấy. Đấy, được chưa? Số ký tự để trong nháy kép là if value false, nó đậm. Thế thì để làm bài này ấy, thì chúng ta như vậy là tôi phải if tiếp, còn ba lựa chọn là if tiếp thì để ở vị trí là value false. Đấy, như vậy để lấy được hàm if thì ta thủ thuật là ta copy tất hàm if nhá, Ctrl C. Trừ dấu bằng thôi. Về. Đấy, xong rồi ta xử lý nếu như từ từ nhá, để cho tôi làm lại. Cái này ấy là chúng ta nên đưa cái số ký tự vào trước, đúng không? Sau đó copy thì nó dễ hơn. Rồi ta sửa, ta copy lại nhá. Copy ấy, là nó phải có cái dấu gì nhỉ? Ta làm lại thao tác này. Nếu là toán này đúng không? Ta chén vào ta phải copy nhá, để ta Ctrl C. Đúng không? Xong ta paste vào vị trí value phone đây, Ctrl V. Ta sửa đi, nếu là B thì là gì? Thì là ngành lý. Còn hai trường hợp đúng không? Là C và D. Như vậy ta lại phải lựa chọn tiếp, ta lại hàm if tiếp nha. Đấy. Vẫn paste ở vị trí value if false. C thì là gì? Hóa. Còn lại. Đúng không? Còn lại thì hiển nhiên là sinh rồi. Không phải toán, không phải lý, không phải hóa thì là sinh rồi. Được chưa? À, cái điểm chuẩn ấy thì chúng ta cũng vậy. Điểm chuẩn của từng ngành một. Ctrl C. Ctrl V. Thế thì điểm chuẩn nếu như là A là khối A thì điểm chuẩn là 30. Thì ta thay toàn bộ cái chữ toán trong số ký tự này 30. Lưu ý số là không để trong nháy kép nha. Đấy, đến 28. Hóa, ngành hóa thì là điểm chuẩn là 26. Sinh, ngành sinh điểm chuẩn là 24. Lưu ý số viết bình thường, không để trong nháy kép. Cái kết quả ấy, nếu như đạt thì coi như là gì? Ghi chữ đạt, còn lại để trống, đúng không? Thì ta bằng này. If trường hợp khi mà gì? Điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn, đúng không? Thì là bạn này sẽ đạt. Ngược lại không phải, hay là trường hợp còn lại không phải thì bạn ấy không đạt thì mình để trắng nhá. Bây giờ tôi để trắng này, không gõ gì đấy thì ra số 0 này là không đúng, đúng không?
Đấy thì để chống ấy là chúng ta phải để gì? Hai cái dấu nháy kép liên tiếp, đúng không? Tức là biểu diễn số rỗng. Đấy. Nhá. Tiếp tục này đến ô kết quả 1 nhá. Kết quả 1 là gì? Là nếu điểm toán lớn bằng 9 này và điểm lý hoặc điểm hóa lớn bằng 8 thì đánh dấu x, đúng không? Thì tôi sẽ bằng này x này. Điều kiện đầu tiên là điều kiện và, nếu điều kiện và thỏa mãn, đúng không? Thì đánh dấu gì? Đánh dấu x. Còn lại để trống nhá. Thế thì và đây là có điểm toán. Toán này phải lớn hơn bằng mấy? Lớn hơn bằng 9, đúng không? Hoặc một trong hai điểm nhá, hoặc một trong hai điểm là gì? Lý là phải lớn hơn bằng 8, chỉ cần một trong hai điểm nhá. Hóa lớn hơn bằng 8. Đấy. Sao chép xuống. Giờ thế tương tự như vậy. Cái trường hợp thứ hai sẽ được đánh dấu đó là gì? Điểm này là điểm lý này. Thì thay bằng điểm sinh thôi, tôi chọn là điểm sinh. Được chưa? Y3. Đấy, nha. Như vậy là gì? Đây này. Để chống này lập công thức kết quả 1 này, nếu điểm toán lớn hơn 9 và một trong hai môn lý hoặc hóa lên 8 trở lên đánh dấu x. Đấy, như vậy là cái hàm n này là ta lồng vào hàm o này là hàm con bên trong hàm n, đúng không? Cái này tương tự, đúng không? Nha. Như vậy bài 3 này mình làm xong, thế còn cái yêu cầu thêm của giáo viên. À, bài 3 còn tiếp này, danh sách sắp danh sách nhá. Thì các em tự làm, trang trí bảng tính tự làm. Tạo một danh sách mới gồm có các học sinh đạt kết quả đạt. Cái này là ta trích ra các học sinh có kết quả đạt, đúng không? Đấy, trích ra một cái ta học trích dữ liệu nâng cao rồi. Lập bảng thống kê theo mẫu. Thống kê theo mẫu thì ở đây bảng thống kê đây của ta có đạt hoặc không đạt này. Thì cái này ta chỉ dùng hàm cao ít thôi. Cao ít của tôi ấy là tôi thống kê ở cái cột kết quả này xem ai đạt không đạt. Vấn đề 4 này, chấm phẩy này. Điều kiện của tôi nhá, bây giờ nếu như đạt và không đạt này là ta không xếp sao chép công thức được. Thôi ta gõ, đúng không? Yeah. Bên này mình sao chép công thức sang, mình copy công thức này sang. Nhá, Ctrl V sang, xong rồi gì? Mình sửa ở đây thành dấu cách trắng không đạt. Được chưa? Đấy. Thế cộng tôi dùng auto sum thôi. À. Thế tỷ lệ này. Tôi bằng cái thằng này. Tôi chia cho thằng này ở nếp 4 nhá, này để tạo độ tuyệt đối, ta sao chép công thức sang. Tiếp tục này, bài này là vẽ cái biểu đồ pie, tỷ lệ học sinh đạt không đạt, có tiêu đề và trang trí cần thiết. Thế thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ vùng dữ liệu đây. Nha, ta vào này, insert này, chat này, see on chat này, ta chọn on chat, ta chọn biểu đồ pie đây, nha. Đấy, thế thì có trang trí cần thiết rồi, thì ví dụ như là cái này tôi chuyển sang học sinh, tỷ lệ học sinh đạt và không đạt, đúng không? Ta vào ta sửa lại nhá. Tiêu đề của đồ ta để ở trên, tỷ lệ học sinh đạt không đạt. Yeah. Đấy, cái này ta cho nhãn dữ liệu của đồ quay thì ta vào assignment này, ta chọn data này. Các em có thể chọn gì outside, đúng không? Cái outside này trong một số tình huống ta có thể chọn lại, xong rồi ta kéo nó ra ngoài, đấy nó thành cái đường leader này.
nha. Đấy, nhưng mà trong bài này thì mình không làm vậy mà mình để ở cái dạng center đi, đúng không? Nha, xong rồi ta cho phần trăm vào. Để cho giá trị phần trăm các em có thể là chọn gì nhỉ? Data label này, more data label option này. Nha, thế trong cái mục là gì? Mục này ấy, nó gọi là mục label option này, các em chọn percentage này là phần trăm. Cái level key này các em có thể đặt sang bên phải, đúng không? Đấy, xong rồi thì chúng ta sẽ định dạng phông chữ tham Roman nha. Cỡ mười mấy, cỡ 13. Đấy, cho nó sáng rõ biểu đồ, được chưa? Đấy, cái này ta có thể gõ chữ in hoa nha. Đây chữ in hoa, mình nên gõ chữ in hoa, đúng không? Tỷ lệ học sinh đạt và không để không đạt. Đấy. Vậy là cái yêu cầu của bài toán trong cái tài liệu là xong. Bây giờ xem có yêu cầu thêm của giáo viên nhá. Đây ví dụ như định bài 3 này. Sắp xếp này các em làm rồi này, thiết lập cột ABCD dòng 1 2 này. Cố định này làm rồi này. Tạo comment ta học ta làm rồi này, định dạng có điều kiện ta học nhiều ta làm rồi này nhá. Đấy, thế bây giờ bài này các em làm. Ta làm đến bài này làm bao nhiêu? À nó còn một cái. Ờ bài này ta làm trong hai mươi năm phút nhá. Đấy, tức là ta làm đến 2:40 nhá.